Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 3. Mời các chúng ta cùng với thầy tiếp tục làm bài tập trong cuốn bài tập hàng ngày Toán 3 tập 2, biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều nhé. Video ngày hôm nay chúng ta đến với bài tập hàng ngày 78, phép cộng trong phạm vi 100.000. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Kết quả của phép tính 6.756 cộng 2.318 là bao nhiêu? Bây giờ thầy cho mình đặt tính ra nháp nhé. Các em nhớ là đặt tính thẳng cột, sau đó mình sẽ thực hiện cộng từ phải sang trái. 6 cộng 8 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 5 cộng 1 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 7 cộng 3 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 6 cộng 2 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. Như vậy ta được kết quả đó là 9.074, đáp án A. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 2, giá trị của biểu thức 25.474 cộng 5.406 cộng 9.029 là bao nhiêu? Thế thì chúng ta cứ thực hiện từ trái sang phải thôi các bạn. Tức là đây chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng 25.474 cộng với 5.406 trước nhé. Em nhớ được tính thẳng cột. 4 cộng 6 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 7 cộng 0 bằng 0, thêm 1 bằng 8, viết 8. 4 cộng 4 bằng 8, viết 8. 5 cộng 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, viết 3 này. Phép cộng đầu tiên ta được 30.880, sau đó mình cộng với lại 9.029. Mình đã tính thẳng cột, sau đó mình lại thực hiện cộng từ phải sang trái. 0 cộng 9 bằng 9, viết 9. 8 cộng 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 8 cộng 0 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 0 cộng 9 bằng 9, viết 9, hạ 3, viết 3. Vậy ta được kết quả cuối cùng đó là 39.909 các bạn. Chúng ta chọn cho thầy là đáp án D. Tiếp đến là câu trắc nghiệm 3. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là. Bây giờ mình sẽ đi đặt tính, sau đó mình sẽ so sánh các kết quả với nhau nhé. Phép tính đầu tiên này, 8.905 cộng 12.076. Em nhớ đặt tính thẳng cột nhé. 5 cộng 6 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 0 cộng 7 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. 9 cộng 0 bằng 9, viết 9. 8 cộng 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, viết 2. Phép tính đầu tiên ta ra được là 20.981. Phép tính thứ 2, 16.955 cộng 6.037. 5 cộng 7 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 5 cộng 3 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 9 cộng 0 bằng 9, viết 9. 6 cộng 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1, 1 thêm 1 bằng 2, viết 2. Ta được kết quả là 22.992. Phép tính tiếp theo, 13.000 cộng với 7.000. Phép tính này thì mình có thể nhầm được đúng không các em? Mình đặt tính cho cẩn thận thôi. 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. 0 cộng 0 bằng 0, viết 0 này. 3 cộng 7 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, viết 2. Kết quả là 20.000. Tiếp theo là 9.000 cộng với 8.000. 0 cộng 0 bằng 0, viết 0 này. 0 cộng 0 bằng 0, viết 0 này. 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. 9 cộng 8 bằng 17, viết 17. Ta được kết quả là 17.000. Vậy bây giờ mình sẽ so sánh với thầy. Trong các kết quả này thì cái số 22.992 là lớn nhất. Chúng ta chọn cho thầy là đáp án B nhé. Thầy cho chúng ta cùng tiếp tục với câu trắc nghiệm 4, đề bài như sau. Trang trại của bác Minh có 3.585 con gà, bác mới mua thêm 1.500 con nữa. Vậy trang trại của bác Minh có tất cả số con gà là. Thế bây giờ chúng ta thực hiện phép tính cộng thôi. Thêm là cộng mà đúng không các em? Lúc đầu là bác có 3.585 con gà này. Sau đó bác mua thêm, tức là cộng thêm 1.500 con nữa. Mình đặt tính cộng. 5 cộng 0 bằng 5, viết 5. 8 cộng 0 bằng 8, viết 8. 5 cộng 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 3 cộng 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5. Vậy trang trại của bác Minh lúc này là có 5.085 con gà. Đáp án A các em ạ. Tiếp đến là câu trắc nghiệm 5. Có 2 xe chở gạo. Xe thứ nhất chở 4.290 kg gạo. Xe thứ hai chở nhiều hơn. Xe thứ nhất 3.380 kg gạo. Vậy cả hai xe chở tất cả số kg gạo là. Thì bài này bây giờ thầy sẽ
cùng các em vẽ sơ đồ đoạn thẳng ra để đỡ nhầm. Xe thứ nhất thì biết rồi các bạn. Xe thứ nhất thì chở 4.290 kg gạo thì thầy sẽ vẽ một đoạn thẳng tượng trưng cho 4.290 kg. Tiếp theo là xe thứ hai. Đầu tiên thì thầy sẽ dùng thước thầy gióng thẳng điểm đầu xuống này. Xe thứ hai thì chở nhiều hơn xe thứ nhất, tức là cái đoạn thẳng biểu diễn sẽ là nhiều hơn, dài hơn các em ạ. Đến đây chẳng hạn. Và thầy dùng thước thầy gióng thẳng điểm cuối của xe thứ nhất xuống thì mình sẽ nhìn ra được là xe thứ hai nhiều hơn xe thứ nhất là cái đoạn này. Và đoạn này tương ứng là bao nhiêu nhỉ? Là đúng rồi, 3.380 kg. Đề bài đang hỏi chúng ta là cả hai xe là chở được bao nhiêu kg. Hỏi chấm kg. Vậy thì cái bài này chúng ta cần có hai bước em ạ. Bước 1. Đó là các em phải tính xem là xe thứ hai chở được bao nhiêu, đúng không? Hỏi chấm kg. Tính xe thứ hai chở này. Và bước 2 là mình sẽ đi tính tổng cả hai xe. Tính tổng cả hai xe. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện phép tính. Bước 1 là xe thứ hai chúng ta nhìn thấy này, sẽ bằng đoạn của xe thứ nhất cộng thêm cái đoạn 3.380 kg này, đúng không? Phép tính cộng các em ạ. Phép tính nó là 4.290. Mình đặt tính cộng với lại 3.380. 0 cộng 0 bằng 0 viết 0. 9 cộng 8 bằng 17 viết 7. Nhớ 1. 2 cộng 3 bằng 5 thêm 1 bằng 6 viết 6. 4 cộng 3 bằng 7 viết 7. Như vậy ta được là 7.690. Đây là của xe thứ hai. Bây giờ mình lại cộng tiếp, lấy 4.290 là của xe thứ nhất cộng với xe thứ hai là 7.670. 0 cộng 0 bằng 0 viết 0. 9 cộng 7 bằng 16 viết 6 nhớ 1. 2 cộng 6 bằng 8 thêm 1 bằng 9 viết 9. 4 cộng 7 bằng 11 viết 11. Như vậy đây là tổng tất cả hai xe, đó là 11.960. Chúng ta chọn cho thầy là đáp án C nhé. Mình đã xong phần trắc nghiệm rồi các em ạ. Tiếp theo chuyển sang hai lớn phần tự luận. Bài 1 tính. Đề bài đã đặt tính sẵn cho chúng ta rồi, bây giờ chúng ta sẽ chỉ việc thực hiện cộng từ phải sang trái thôi. 8 cộng 2 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 2 cộng 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4 viết 4. 9 cộng 5 bằng 14 viết 4 nhớ 1. 5 cộng 3 bằng 8 thêm 1 bằng 9 viết 9. Ta được kết quả là 9.440. Phép tính tiếp theo. 5 cộng 5 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 0 cộng 6 bằng 6 thêm 1 bằng 7 viết 7. 7 cộng 9 bằng 16 viết 6 nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7 viết 7. Kết quả là 7.670. Tiếp theo. 28.726 cộng 10.829. 6 cộng 9 bằng 15 viết 5 nhớ 1. 2 cộng 2 bằng 4 thêm 1 bằng 5 viết 5. 7 cộng 8 bằng 15 viết 5 nhớ 1. 8 cộng 0 bằng 8 thêm 1 bằng 9 viết 9. 2 cộng 1 bằng 3 viết 3. Như vậy ta được kết quả đó là 39.555. Tiếp theo. 45.284 cộng 8.521. 4 cộng 1 bằng 5 viết 5. 8 cộng 2 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 2 cộng 5 bằng 7 thêm 1 bằng 8 viết 8. 5 cộng 8 bằng 13 viết 3 nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5 viết 5. Ta được kết quả đó là 53.805. Tiếp theo. 25.264 cộng 817. 4 cộng 7 bằng 11 viết 1 nhớ 1. 6 cộng 1 bằng 7 thêm 1 bằng 8 viết 8. 2 cộng 8 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6 viết 6. Hạ 2 viết 2. Vậy ta được kết quả đó là 26.081. Thầy cho mình đã xong bài 1 rồi. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài 2 tính nhẩm. Phép tính đầu tiên, 8.000 cộng 9.000 thì mình nhẩm các em ạ. Ta lấy 8 cộng 9 là 17 đúng không? Như vậy 8.000 cộng 9.000 là 17.000. Chúng ta sẽ viết vào đây. Tiếp theo là 5.000 cộng 6.000. Ta nhẩm 5 cộng 6 là 11 đúng không? Như vậy 5.000 cộng 6.000 sẽ là 11.000. Tiếp đến là 24.000 cộng với 38.000 thì chúng ta lại nhẩm là 24 cộng với lại 38. 4 cộng 8 là 12. Viết 2 nhớ 1 này. 2 cộng 3 bằng 5 thêm 1 bằng 6. 62. Như vậy
24.000 cộng 38.000 sẽ là 62.000 các bạn. Tiếp theo, 47.000 cộng với 43.000, 7 cộng 3 là 10, viết 0 nhớ 1, 4 cộng 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 47 cộng với 43 là 90, như vậy 47.000 cộng 43.000 là 90.000. Thầy cho mình đã xong bài 2. Tiếp theo là bài 3, đặt tính rồi tính. Các em nhớ là phải đặt tính thẳng cột nhé. Các số cùng hàng phải đặt thẳng cột với nhau, sau đó mình cộng từ phải sang trái. Phép tính đầu tiên, 3.635 cộng 2.819. Chúng ta thực hiện cộng từ phải sang trái. 5 cộng 9 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 3 cộng 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5. 6 cộng 8 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. Như vậy ta được kết quả là 6.454. Tiếp theo, 6.714 cộng với lại 356. Các em nhớ được tính thẳng cột các em ạ. 4 cộng 6 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 1 cộng 5 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 7 cộng 3 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7, viết 7. Ta được kết quả là 7.070. Tiếp theo, 33.718 cộng 22.759. 8 cộng 9 bằng 17, viết 7 nhớ 1. 1 cộng 5 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 7 cộng 7 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. Ta được kết quả là 56.477. Tiếp theo, 47.163 cộng 6.309. Các em nhớ được tính thẳng cột nhé. 3 cộng 9 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 6 cộng 0 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 1 cộng 3 bằng 4, viết 4. 7 cộng 6 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5, viết 5. Ta được kết quả là 53.472. Chúng ta cùng với thầy đến với bài 4. Bác Huy có hai vườn ươm cây giống. Vườn thứ nhất có 5.800 cây giống. Vườn thứ hai có 3.700 cây. Hỏi bác Huy có tất cả bao nhiêu cây giống? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là vườn thứ nhất, chúng ta đã biết số cây rồi đúng không? Vườn thứ nhất có 5.800 cây giống. Vườn thứ hai thì có 3.700 cây. Đề bài hỏi chúng ta là có tất cả thì chúng ta nghĩ đến phép tính gì các em nhỉ? À, hỏi tất cả thì chúng ta nghĩ đến phép tính cộng. Mình sẽ trả lời lời văn. Bác Huy có tất cả số cây giống là, phép tính nó là 5.800 cộng với lại 3.700. Mình đặt tính cộng ra nhé. 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. 8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 5 cộng 3 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. Ta được kết quả là 9.500. Đơn vị là cây. Đáp số chúng ta ghi đầy đủ là 9.500 cây giống các em ạ. Chúng ta đã xong bài 4. Thầy cho chúng ta cùng tiếp tục với bài tự luận 5. Đề bài như sau. Tháng này, trạm y tế đã tổ chức 2 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trong xã. Đợt 1 có 7.682 người được tiêm. Đợt 2, số người được tiêm nhiều hơn đợt 1 là 1.608 người. Hỏi tháng này, trạm y tế đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho bao nhiêu người? Thế thì câu này thì thầy cho mình sẽ cùng biểu diễn bằng sơ đồ đoạn thẳng em nhé, cho đỡ nhầm. Đợt 1 thì chúng ta biết rồi, thì thầy sẽ biểu diễn đoạn thẳng tượng trưng cho số người tiêm đợt 1 các bạn. Đoạn thẳng này tượng trưng cho 7.682 người được tiêm. Tiếp đến là đợt 2. Đầu tiên thì thầy sẽ dùng thước thầy gióng thẳng điểm đầu xuống. Chúng ta đọc đề này. Đợt 2 số người được tiêm nhiều hơn đợt 1, tức là đợt 2 sẽ là đoạn thẳng dài hơn các bạn. Đó. Và thầy dùng thước thầy gióng thẳng của đợt 1 xuống thì thầy sẽ nhìn ra được là đợt 2 nhiều hơn đợt 1 chính là cái đoạn ngắn này, tượng trưng cho 1.608 người. Các em đã hiểu chưa? Đề bài đang hỏi chúng ta là tháng này
thì trạm y tế đã tiêm phòng vaccine cho bao nhiêu người, tức là cả hai đợt là bao nhiêu đấy các em ạ, là hỏi chấm người này. Thế giờ câu hỏi đặt ra là làm thế nào? Bước 1 là chúng ta sẽ phải tính cho thầy là đợt 2 là bao nhiêu người đã. Sau đó thì mình mới tính được tổng, đúng không các em? Đó, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi có bước 1 này. Thầy ghi ngắn gọn là tính đợt 2 nhá. Sau đó bước 2 là mình sẽ đi tính tổng. Tính tổng cả hai đợt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi viết lời văn. Mình sẽ có đợt 2 có số người được tiêm vaccine phòng COVID-19 là. Bây giờ chúng ta tư duy phép tính này các em này. Đợt 2 sẽ bằng đợt 1 này, là cái đoạn này ứng với lại 7.682 người, cộng thêm cái đoạn mà đợt 2 nhiều hơn, tức là cộng thêm 1.608 người. Phép tính đó là 7.682 cộng 1.608. Bây giờ mình sẽ đặt tính ra nhé. 2 cộng 8 bằng 10, viết 0 nhớ 1, 8 cộng 0 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 6 cộng 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1, 7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9. Ta được kết quả là 9.290 người. Đây là của đợt 2. Tiếp theo là bước 2, mình sẽ tính tổng cả hai đợt thì mình cũng sẽ thực hiện phép tính cộng thôi. Mình có 7.682 đấy, chúng ta cộng với lại đợt 2 vừa tính 9.290 các em ạ. 2 cộng 0 bằng 2 viết 2, 8 cộng 9 bằng 17 viết 7 nhớ 1, 6 cộng 2 bằng 8 thêm 1 bằng 9 viết 9, 7 cộng 9 bằng 16 viết 16. Như vậy cả hai đợt là 16.972 người. Chúng ta viết lời văn nhé. Viết lời văn dựa theo câu hỏi, mình sẽ viết lời văn. Tháng này trạm y tế đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho số người là. Thì chúng ta sẽ lấy số người của đợt 1 là 7.682 người, cộng với của đợt 2 vừa mới tính xong đó là 9.290 người. Và kết quả thầy trò mình đã tính được đây rồi, 16.972 đơn vị là người. Đáp số mình sẽ ghi là 16.972 người. Như vậy là thầy trò chúng mình đã làm xong bài tự luận 5, kết thúc bài tập hàng ngày số 78 rồi. Thầy chúc các em học thật tốt nhé. Thế còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.